Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Quý vị thân mến, trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu không biết từ đâu đổ về. Đàn châu chấu khổng lồ xâm chiếm các tòa nhà, khiến giới chức và người dân gặp nhiều phiền toái. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, ngay lập tức Bắc Kinh đã phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo tin của chính quyền cho biết, đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế không thể nhìn rõ đường dù có mở đèn, nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không thể xuyên qua con châu chấu. Do đó, tai nạn không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả mấy cây số. Hiện nay các con đường ở thành phố Bắc Kinh đều bị tắc nghẽn, đường hàng không thì bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên, với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Nghiêm trọng hơn, đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc vì hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Bosi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu, rắn xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Bầu trời Trung Quốc bây giờ không khác gì thước phim ngày tận thế. Số lượng châu chấu đến giờ này bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều. Có con vẫn cử động nhưng đã mất khả năng bay. Rất nhiều châu chấu rơi xuống cống nước làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phùn lên từ cống làm bốc lên mùi hôi thối cực đỉnh. Qua một thời gian thì xác của các con châu chấu ngấm nước, ngấm hóa chất nên phản ứng của hóa học và chuyển ra màu đỏ. Hiện tại, chính quyền đang rất bế tắc trong tình huống xử lý này vì các hệ thống nước đều có hiện tượng chuyển sang màu đỏ, mùi tanh như máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương như lời nguyền trong vụ Thiên An Môn. Đây được cho là quả báo đang đến với chính quyền ông Tập Cận Bình vì chính quyền nước này đã có những hành động vô cùng tàn ác. Mới đây, chính quyền đã dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã chết và bị thương. Biến quảng trường Thiên An Môn thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu xảy ra tại nước này. Thời tiết có thể rất thất thường, nhưng chúng ta luôn luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó. Nhưng đôi lúc mọi sự có thể trở nên khá huyền ảo, mưa máu là một trong các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết kỳ dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức nó hẳn có một trang Wikipedia cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001, khi một cơn mưa lớn màu đỏ đổ xuống bang Kerala của Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại, hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, thì bạn có thể bình tĩnh lại được rồi. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ là nguyên nhân đằng sau loại hiện tượng này. Mưa ếch, mưa chim, mưa cá, hiện tượng lạ lùng này thường xuất hiện tại nước Anh vào năm 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandewy ở xứ Wales, sau đó không lâu vào năm 1998 nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Ankaras của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố Bibby. Một điều tương tự xảy ra với một loài chim bồ câu ở Ý vào năm sau đó, nhưng điều kỳ lạ nhất phải kể đến là hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm tháng 6, ngôi làng Yoro lại tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn bão thường niên khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thuyết đơn giản là có vẻ như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả xuống một nơi nào đó ở cách xa hàng cây số. Hiện tượng Bunado. Hiện tượng này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cho những ai đối mặt. Bunado là hiện tượng những cột lốc xoáy cao đến hàng trăm mét được tạo ra bởi những con châu chấu đỏ. Cơn lốc xoáy này không di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại như những cơn lốc xoáy thông thường, nhưng chúng cũng rất đáng sợ. Các cột lốc xoáy này là các cột khí nhỏ xoay tròn hình thành khi một khu vực trên mặt đất được hâm nóng nhanh hơn khu vực xung quanh trong một ngày nóng khô ráo. Cơn mưa keo kỳ lạ.
Cơn mưa này xảy ra tại thành phố Yorkville, nước Mỹ vào năm 1994. Cơn mưa đã trút xuống thành phố này không phải là nước mà một loại chất keo sền sệt. Một người phụ nữ có tên là Sunny Bradcliffe cho biết đã rất bối rối vì ngôi nhà của cô dường như là tâm điểm của sự kiện kỳ lạ này. Khi cô lấy hạt mưa keo có kích thước như hạt gạo đến cho viện sinh thái của tiểu bang, họ nhận thấy trong đó chứa vô số các tế bào nhưng lại không thể nói rằng đó là những tế bào gì. Giả thuyết được đưa ra, đây là những mẩu vụn còn sót lại của những con sứa biển bị thổi tung trong các cuộc thử bom ở đại dương. Nhưng dù giả thuyết này có là thực đi chăng nữa thì như thế vẫn vô cùng kỳ lạ. Hiện tượng sao thạch. Hiện tượng sao thạch bắt đầu được ghi nhận tại Scotland từ thế kỷ 14 khi nhiều người dân nước này tìm thấy lượng lớn những chất nhờn nhớp nháp trong rừng, quanh hiên nhà của họ hay thậm chí ngay trong cây cối của họ. Có những người cho rằng đây là những gì còn sót lại trên mặt đất sau một trận mưa sao băng. Nhưng không phải, học giả John xứ Gardeston từ thế kỷ 14 từng tuyên bố đây là thuốc bôi trực tiếp điều trị chứng áp xe. Dù thế nào y chăng nữa, những thứ xuất hiện trên cỏ, sao thạch và mưa keo ở trên đều có một hình dáng thật kỳ lạ. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về nguồn gốc của chúng, bất kể những chất nhờn này bắt nguồn từ đâu. Nếu như bạn nhìn thấy chúng thì bạn thấy rất là ghê rợn. Đứng trước tự nhiên, con người chúng ta còn quá nhỏ bé và ngoài kia còn rất nhiều hiện tượng khác nữa mà chúng ta chưa thể có lời giải đáp hoàn hảo. Chúng ta nên có một thái độ khiêm tốn và khách quan khi đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, siêu thường, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về thế giới. Kính thưa quý vị, dân làng Trung Quốc cầu cứu khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, chính quyền để mặc đê vỡ, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm trong 3 ngày tới. Ở một số vùng, lượng mưa có thể lên tới 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 2 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hải và sông Thuận Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý nhiều hơn miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài The Epoch Times, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông, hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết một cư dân với bí danh Quang Minh sống ở làng Giwan nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc, dòng sông Trường Giang chảy qua làng này. Hôm vừa qua, ông Wang Min nói với đài The Epoch Times rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ hơn để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè để mặt đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ có thể mặc mặt nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Và ngày hôm đó, hơn 12.000 người phải rời khỏi nhà của mình ở Đồng Lăng, ông Wang nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Wang cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Ông nói thêm rằng chính quyền thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Gia tộc Yu sống tại làng Hu Đông thuộc huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc. Ba thế hệ của gia đình sống chung với một mái nhà. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm sau nhiều lần vỡ đê. Giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng gia đình Yu vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với The Epoch Times, người cha cho biết ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự cần thực phẩm. Người ông nội giải thích nước lũ đã cao đến tầng 2 của làng Hu Đông. Ông Giang là cư dân sống tại làng DC, cách làng Hu Đông khoảng 30 dặm. Ông Giang và những người dân làng mình cũng bị kẹt trong tình trạng tương tự như gia đình Yu.
Ông nói, ở làng tôi rất nhiều người mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ Hồ Bà Dương. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc vào lúc 11 giờ đêm. Chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo, một người dân tại làng Guangzhou thuộc quận Thái Điền của thành phố đã gửi một đoạn video tới The Epoch Times. Trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Chen Guya, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Hồ Bắc có thể đạt mực nước nguy hiểm trong 10 ngày tới. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là Changjiangnet đưa tin rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!